Kazakhstan khởi đầu vòng loại Euro 2024 không được suôn sẻ khi họ để thua Slovenia 1-2 ngay trên sân nhà ở trận gia quân. Tuy nhiên, sau đó đội tuyển không được đánh giá cao này đã chơi cuột khởi ở những lượt đấu sau. Bằng chứng là hôm 26 tháng 3, họ bất ngờ đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng là Đan Mạch với tỷ số 3-2. Đó là chiến thắng gây sốc của Kazakhstan bởi họ đã bị dẫn trước hai bàn cách biệt khi hiệp một khép lại. Chính trận thắng này đã giúp Kazakhstan chơi tự tin hơn và thắng hai trận liên tiếp trước San Marino và Bắc Island sau đó. Đây là lý do giúp Kazakhstan đang có ngôi nhì bảng hát. Phần Lan cũng đang chơi khá ổn. Ở trận gia quân, họ thua Đan Mạch 1-3. Tuy nhiên, Phần Lan sau đó đã thắng 3 trận liền để vươn lên ngôi đầu bảng. Trong 3 trận này, họ ghi 9 bàn và không để thủng lưới lần nào. Chưa hết, lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Phần Lan khi trong 5 lần đụng độ gần nhất với Kazakhstan, họ bất bại bốn trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội thì Phần Lan còn toàn thắng cả bốn, mà lần gần nhất là trận thắng 2-0 hôm 12 tháng 10 năm 21 ngay trên sân của Kazakhstan ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, như đã nói, Kazakhstan đang cho thấy họ là đội bóng cửa dưới chơi rất khó chịu khi đã thắng Đan Mạch, Bắc Ireland trong thế cửa dưới, chỉ thua sát nút 1-2 trước Slovenia. Trận này, việc Phần Lan chỉ chấp Kazakhstan 1 phần 4 trái bóng là tỷ lệ chính cho thấy khả năng đội khách cũng khó thắng rất có thể hai đội sẽ chia điểm ở trận này. Hai đội có đội hình mạnh nhất trước khi bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng đấu này. 15 trong 19 trận gần nhất của Phần Lan có tối đa hai lần lưới dung. 5 trong 6 trận gần nhất của Phần Lan trên sân khách có kịch bản tương tự. Trận này sẽ khó có ngoại lệ. 15 trong 19 trận gần nhất của Phần Lan có tổng bàn thắng là số chẵn. 8 trong 11 trận sân khách gần nhất của họ có kịch bản tương tự. Số lần lưới dung trận này sẽ chia hết cho hai. 15 trong 18 trận gần nhất của Kazakhstan có tối thiểu một bàn hiệp 1. 17 trong 20 trận gần nhất của Phần Lan có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất một bàn trong 45 phút đầu. Chuyên gia bóng đá Chris Sutton đến từ Sky Sports nhận xét Kazakhstan đang trở thành hiện tượng của bảng đấu. Họ đá rất lì lợm mỗi khi sắm vai cửa dưới. Trận này Kazakhstan sẽ kiếm được điểm. Kazakhstan đã ghi bàn ở 13 trong 15 trận gần nhất. Còn Phần Lan cũng ghi bàn ở 9 trong 11 trận gần nhất. Trong bốn trận sân nhà gần nhất của Kazakhstan thì đều có hiện tượng cả hai đội ghi bàn. Đây là trận đấu mà Kazakhstan sẽ thắng kèo châu Á, có tối thiểu một bàn trong hiệp 1 và tối đa hai bàn thắng. Từ những phân tích trên dự đoán trận đấu giữa Kazakhstan và Phần Lan diễn ra lúc 21 giờ hôm nay mùng 7 tháng 9 năm 2023 sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Theo bạn trận đấu giữa Kazakhstan và Phần Lan, đội tuyển nước nào sẽ giành chiến thắng? hãy chia sẻ ý kiến nhận định của bạn dưới video này nhé đừng quên like đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại